130.000 thì chúng ta sẽ mua được cái nồi đa năng như thế nào nhá. Thì đây trên tay em sẽ là một nồi đa năng luôn các bác nhá. Em gọi nó là đa năng, em sẽ giới thiệu trực tiếp cho bác tất cả các chức năng của em nó nhá. Đầu tiên thì sẽ nói về phần nồi các bác nhá. Thì với cái phần nồi này các bác hoàn toàn này có thể quan sát cho em sử dụng nút cơ nhá. Đấy, sử dụng bằng điện 220V, nút cơ rất là dễ dàng sử dụng cho em nhá. Vung thì là vung kính cường lực rồi. Đó, các bác nhìn sơ qua là biết vung kính cường lực bọc ni lốp rồi nhá. Rất là bền, hoàn toàn có thể quan sát ở bên trong nấu nướng như thế nào. Và bên trong lòng của em nồi này thì khá là sâu. Đấy, bề ngang của em nó là 18 cm các bác nhá. 18 cm ghi rõ trên đây rồi ạ. Thì em này hoàn toàn có thể này xào rau, nấu canh, nấu cơm luôn các bác nhá. Đấy, ok chưa ạ? Luộc, luộc trứng, luộc rau ở đây đều ok hết. Với cái men chống dính của nó nhá, cực kỳ mê ly luôn, 4 lớp dày dặn cho em. Đảm bảo các bác sử dụng chỉ có mê thôi nhá. Thì khi các bác nấu cơm, nấu canh, nó thì các bác như thế này cho em. Đó, rất là tiện luôn, vung nồi cơm rời nhá. Và đặc biệt em sẽ tặng luôn các bác này, tặng luôn các bác một con khay hấp. Một cái khay hấp này là khay hấp bằng ni lốp cho em các bác nhá, chứ không phải khay hấp nhựa, nó rất là dễ có mùi. Thì các bác sử dụng cho em này, nó có những cái lỗ thông hơi như thế này. Các bác hoàn toàn có thể là chặt ngô ra, hấp ngô, hấp khoai, nó hấp trứng, hấp bánh bao buổi sáng chúng ta ăn nha các bác nhá. Đấy, có khi là bên dưới chúng ta nấu cơm, luộc trứng, nhưng bên trên thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể hấp được bình thường nhá. Đấy, ok chưa ạ? Rất là tuyệt vời luôn. Và nó hoàn toàn có thể là ăn lẩu được các bác nhá. Ăn lẩu thì tuyệt vời luôn. Nhà em là đang sử dụng để ví dụ làm những cái món sốt để chấm rau sống ấy, là cắm điện trực tiếp như thế này. Đó, ăn luôn. Như một nồi lẩu mini nó sẽ phù hợp cho khoảng 2 người ăn nha các bác nhá. Đó, phù hợp cho 2 người ăn ok, nấu cơm 2 người ăn ok luôn. Đó, tiện đẹp. Ok chưa ạ? Tặng khay hấp ni lốp như này. Đó, còn khi bỏ khay ra nó sẽ thành nồi đa năng. Bác nào ưng mã sản phẩm thì nhanh tay chốt đơn cho em nhé. Nồi đa năng, đó, nồi đa năng 18 xăng nhá. Em gửi tới các bác với một mức giá chỉ có là trên thị trường đang bán là 150 nhá các bác nhá. Nhưng mà riêng đến mấy tổng kho gia dụng như thiết muôn vàn ưu đãi luôn, chỉ còn là 130k thôi ạ. Đó, 130k trên một em nồi, em bảo hành cho các bác luôn nhá. Đó, bảo hành 6 tháng luôn, một đổi một này, tặng kèm một khay hấp ni lốp không có mùi nhá, chứ không phải là khay nhựa đâu ạ. Bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em nồi đa năng. Đấy, 18 xăng với một mức giá là 100, đó, 30k. Đó, chỉ có 2 bát phở thôi các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Em về lô rau Nhật các bác nhá. Về lô rau Nhật này. Đây các bác nhìn này, thương hiệu Japan. Hãng của nó là Asahi nhá. Nó ghi ở đây là Kireru SK5. Kireru có nghĩa là cực kỳ là sắc bén nhá, và được làm bằng thép SK5. Em đập hộp luôn cho các bác nhá, các bác nhá. Bởi vì cái dao này em cực kỳ thích, bởi vì sao? Nó được tặng nguyên một cái khay cắm dao như thế này nhá. Đấy, cái khay nhỏ, khay to, khay vừa, đâu cắm vào đấy, tiện là luôn được cái là nó sẽ tặng luôn cả một cái mài dao ở đây nhá các bác nhá. Nó rất ok luôn, đựng trong hộp xịn sò như thế này. Em sẽ bóc ra nha các bác nhá. Bác đợi em chút. Đó, em sẽ bóc ra cho các bác xem này. Khui hộp luôn cho các bác này, cực kỳ là xịn sò luôn với cái mã sản phẩm này ạ. Ở bên Nhật thì được rất là nhiều các bác ưa chuộng nhá. Mỗi một dao thì nó sẽ có cái vỏ bọc như thế này để tránh nguy hiểm các bác nhá. Và em sẽ khui từ từ từng con một này. Đầu tiên sẽ là con dao dao to này các bác nhá. Đây là một con dao chặt, nó thép sáng loáng luôn như thế này luôn. Đó, thương hiệu cực kỳ là ok, Japan Nhật Bản cho em này. Và tiếp đến thì sẽ là một con dao thái to nha các bác nhá. Với em dao thái to này thì các bác thái thịt thà các thứ thì quá là ok rồi. Đó, các bác nhìn thép sáng láng luôn, SK5 Kireru này, rất là ok nha các bác nhá. Và tiếp đến thì sẽ là một em dao gọt hoa quả. Đó, nó có đầu nhọn luôn các bác nhá. Rất là tiện để khi mà chúng ta có cắt tiết hay gọt hoa quả lấy khóe thì cũng rất là ok luôn, tùy vào mục đích các bác sử dụng thôi ạ. Và tiếp theo sẽ là một em kéo nhá. Thì em kéo này các bác hoàn toàn có thể sử dụng này. Đó, cắt nem, cắt chả, cắt giò, hành, hoa, rau thơm đều rất là ok. Ở phần dưới nó còn một cái thông dụng nữa, đó là nó sẽ là để kẹp cua kẹp gẹ các bác nhá. Đấy, càng cua càng gẹ cho vào đây, kẹp và chúng ta có thể ăn được đồ hải sản rất là ok rồi nha các bác nhá. Sắc bén lắm các bác. Và cuối cùng thì sẽ là một em mài dao các bác nhá. Nói cái em này thì khi mà cùn thì chúng ta là có thể cho vào như thế này để mài nhá. Rất là ok và tuyệt vời luôn. Với cái mã sản phẩm này bác nào ưng thì em đang có chương trình sale cực kỳ đặc biệt nhá. Chỉ có 150k thôi các bác ạ. 150k trên một bộ cho em nhé. Bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn này. Đấy, bộ dao
chỉ có là 150k. Nó trên là 1, 2, 3, 4, 5 món nha các bác nhá. Đấy, 5 món cho em. Rất là tiện luôn. Đây, em cắm thử cho các bác nhìn luôn nhá. Đấy, cắm tiện chưa? Gọn gàng, tiện lợi đây. Em cắm luôn một bộ nhà em đang dùng. Em mang lên đây cho các bác nhìn luôn ạ. Tiện chưa? Đấy, em bóc ra để sử dụng luôn đấy. Bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em nhá. Chỉ có 150k này. Trên một bộ dao Nhật các bác nhá. Bộ dao Nhật trắng, các bác nói rõ cho em ạ. Bộ dao Nhật trắng 150k là em lên đơn luôn ạ. Em về lô kính Đức các bác nhá. Lô kính Đức này của em thì 10 mắc, nhận thì 11 mắc khen cho em. Đó, rất là xịn sò cứng cát như thế này các bác ạ. Với cái phần mặt kính này đeo không lem không nhòe, nhìn rất là rõ nét, sắc nét luôn. Đấy, đọc báo đọc sách như năm 18 tuổi luôn đấy ạ. Thì với cái phần mặt kính này nhá, nó các bác nhìn này, không nhem không lòe. Và nó sẽ dán cái hiển thị ở trên đây là đến từ nhãn hiệu Germany. Và nó sẽ có độ ở trên phần này nhá các bác nhá. Ví dụ như một độ rưỡi, hai độ rưỡi cho em. Đó, 3 độ tùy. Các bác hợp với cái độ nào đó, hay là đang đeo cái độ nào thì cứ điện cho em nhá. Và ở trên phần kính này các bác này, đó, ở trên phần kính nó sẽ có ghi là Margin Germany ở đây các bác nhá. Có nghĩa là đến từ thương hiệu Đức cho em. Đó. Và bên đây nó sẽ có mã vạch nhá các bác nhá. Mã vạch từng sản phẩm một, nó xuất xứ và mã vạch này ở trên cái phần kính này. Đảm bảo các bác nhận được hàng thì 10 bác nhận 11 bác khen cho em. Đeo cực kỳ thích các bác nhá. Và em sẽ tặng kèm các bác là một chiếc hộp như thế này. Đó, để các bác bảo vệ cái kính sử dụng bền lâu mãi mãi các bác nhá. Đó, rất là ok luôn này. Bác nào ưng mã sản phẩm kính Đức bên em nhá. Hàng sách tay xịn sò có mã vạch nhá. Thì nhanh tay chốt đơn cho em này. Em ghi giá luôn ở trên đây nhá cho các bác ạ. Với mức giá là 200k, hôm nay em giảm xuống sẽ chỉ còn là 170k trên một kính các bác nhá. 170k trên một em kính Đức, hàng sách tay xịn sò. Đó, em bảo hành luôn ạ. Bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em nhá. Tay đá thông minh lại tiếp tục về hàng các bác nhá. Phải nói nó là cực kỳ tiện lợi luôn, nên được các bác ủng hộ rất là nhiều. Đó, nó cũng là một cái động lực để em nhập hàng phục vụ các bác nhá. Thì đây ạ, khay đá này nó sẽ có nắp các bác nhá, để đảm bảo là khi mà chúng ta để trong khăn đá, ngay đá khăn đá ấy ạ. Em tiếp tục về lô bếp ga công nghiệp các bác nhá. Thực sự mà nói thì thời buổi hiện đại các bác mua hàng chỉ cần qua mỗi một cuộc điện thoại thôi là hàng ship tận nơi, và các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Đấy, cũng hoàn toàn là yên tâm luôn. Và cái em muốn giới thiệu các bác về cái lô bếp ga công nghiệp này. Thì thời buổi bây giờ, ví dụ như các bác có công có việc dăm bảy mâm, thì ngày xưa là đun ở những cái bếp ga nhỏ nó rất là lâu nhá, bất tiện. Thì bây giờ em bếp ga công nghiệp này giải quyết hết vấn đề. Đó, có công có việc này, hay có dỗ có chạp dăm bảy mâm em giải quyết hết. Hoặc là các bác ngày Tết có thể luộc con gà, con vịt đấy, nấu hầm xương các kiểu, thì các bác đều có thể ở trên đây luộc bánh chưng. Đấy, rất là ok luôn nha các bác nhá. Thì với em bếp ga công nghiệp này, các bác nhìn cho em ạ, đúc là đúc gang hoàn toàn nhá. Gang hoàn toàn cho em, cực kỳ là dày và chắc luôn. Đấy, có thể chịu lực, chịu nhiệt, chịu tải cực kỳ tốt này. Đây là cái phần lõi của nó các bác nhá. Lõi của nó vô cùng là ok luôn. Cái phần chia ga này rất là đều như thế này, để tỏa nhiệt đều nha các bác nhá. Tỏa ga, tỏa nhiệt đều. Đấy, để nhanh sôi nhanh ạ. Chín nồi, nó ok chưa? Dày dặn cực kỳ luôn các bác ạ. Quá là ok luôn. Nhà em cũng đang sử dụng một chiếc nhá. Và khi các bác mua cái mã sản phẩm bếp ga công nghiệp này thì em sẽ tặng các bác luôn là 1,5 m dây dẫn nhá. Dây dẫn này nó không phải là cái dây dẫn mà bếp ga thường chúng ta hay dùng ạ. Là dây dẫn của bếp ga công nghiệp nhá các bác nhá. Đó. Và sẽ tặng luôn các bác tiếp theo đó là cái bộ đánh lửa nhá các bác nhá. Bộ đánh lửa này, công nghệ Nhật Bản. Đó, mua bảo hành luôn. Các bác nhìn cho em không ạ? Ở đây sẽ có một cái siết ga nhá. Đấy, khi các bác mở ra này, van của nó bên trong đây các bác nhá. Đấy. Đây là van để siết hai đầu. Đấy, một đầu các bác có thể quan sát cho em ạ. Một đầu này chúng ta có thể lắp vào đây nhá. Đấy, chúng ta lắp vào đây để dẫn ga vào bếp này. Còn một đầu là chúng ta sẽ dẫn vào đây nhá. Dẫn vào đây. Đấy. Và một đầu này sẽ bắt vào mới lại cái bình ga các bác nhá. Đấy, van ga cực kỳ là ok luôn. Van bếp ga được công nhận đấy và cung cấp kiểm định tại bảo an, trách nhiệm 1 tỷ đồng trên một vụ nhá. Có nghĩa là nguyên bán lẻ một cái này đã là 250.000 rồi các bác ạ. Nó nguyên bán lẻ một cái van ga an toàn đóng bảo hiểm này đã là 250.000 rồi. Lõi đồng cho em này, doang nhá, cực kỳ là ok luôn, đảm bảo xịn sò luôn nhá các bác nhá. Và khi các bác mua về thì các bác lột cái phần này ra cho em nhá. Ở bên dưới nó hoàn toàn là inox cho em đấy ạ. Còn đây là em đang bọc để bảo vệ sản phẩm nhá. Đấy, các bác thấy không ạ? Bóc ra ở bên trong nó sẽ là inox cho em này. Đây là sẽ cái phần đánh lửa nhá các bác nhá. Đấy, phần đánh lửa vần bật này.
to nhỏ thì đều ở đây hết nhá, rất là dễ dàng sử dụng thôi. Nếu mà các bác nam thì các bác sử dụng quen cái này rồi, nó em không phải giới thiệu nhiều. Bác nào ưng mã sản phẩm bếp ga công nghiệp nhá, đấy bên em này bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng nếu có lỗi nhá, và tặng các bác một van áp an toàn này và 1,5 mét dây nhá, 1,5 mét dây rưỡi dẫn ga này, với một mức giá cực kỳ là sale ưu đãi trong phiên live ngày hôm nay nhá. Các bác biết trên thị trường đang bán tới là 600-700 đấy, nhưng mà riêng đến mấy em trong phiên live này chỉ còn là 520k, nó 520k. Em bao ship tận nơi cho các bác nhận hàng, kiểm tra hàng mới phải thanh toán nhá. Các bác thấy ok chưa ạ? Các bác ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em này. Mã sản phẩm bếp ga công nghiệp với một mức giá 520k. Nó sắm một lần thì nó rất là tiện cho cô nhà có công có việc Tết nhất nhá các bác nhá. Nó răm 7 mâm là chuyện đơn giản này. Các bác ưng chốt đơn cho em nhá. 520k. Em tiếp tục về lô ấm siêu tốc các bác nhá. Lô ấm siêu tốc đến từ thương hiệu Sharp, rất là nổi tiếng về độ điện tử cũng như là điện tử gia dụng như này nha các bác nhá. Thì với em này nó có một điều đặc biệt, đó là dung tích 3 lít này các bác này. Dung tích 3 lít cực khủng cho em luôn ạ. Với kết hợp là vần màu đỏ và màu đen như thế này nhá, cực kỳ là trung tính và đẹp. Nó bền màu luôn cho em. Thì với cái phần này ở bên trong, khi các bác mở nhá, nó sẽ có cái lẫy các bác đẩy vào đằng sau như này cho em, hất ra đằng sau. Thì các bác quan sát cho em ạ, từ phần vỏ này cho đến phần lõi nhá, đều là inox 304 sáng bóng cho em như này luôn ạ. Đấy, inox 304 sáng bóng nhá. Bền bỉ không han gì, an toàn với người sử dụng tuyệt đối luôn đấy các bác ạ. Và phần vỏ thì sẽ là phần vỏ này, nó sẽ là sơn tĩnh điện các bác nhá. Sơn tĩnh điện và từ phần ruột cho ra đến phần vỏ nó là cách nhiệt 4 lớp cho em này, để kể cả khi mà nước có sôi đó thì các bác sờ vào nó cũng sẽ không bị bỏng rát nhá. Đấy, rất là an toàn luôn. Phần tay cầm này rộng rãi chắc chắn như thế này đó, để các bác sử dụng nhá, rất là đẹp. Với cái màu đỏ và màu đen kết hợp nhá, nhìn trông rất là trung tính và bền màu ạ. Thì khi các bác cắm đèn nhá, đấy khi nấu thì nó sẽ hiện màu đỏ, và khi nước sôi nó sẽ tự động ngắt và hiện đèn màu xanh ở đây nhá các bác nhá. Nó rất là dễ dàng sử dụng. Đấy, chỉ cần cắm vào nguồn điện 220V đó là các bác có thể sử dụng ok rồi ạ. Và tiếp theo ở đây sẽ là phần công tắc nhá. Khi các bác cắm điện này thì các bác bật lên cho em nhá. Các bác bật lên cho em như này thì đèn đỏ dưới đây sẽ báo, và khi sôi thì nó sẽ tự động ngắt về đó và báo đèn xanh cho em ạ. Và với em ấm này trên thị trường đang bán với một mức giá là 200k các bác nhá. 1 lít 8 trên thị trường đang bán với mức giá là 200k. Nhưng riêng đến với tổng kho gia dụng như thiết nhá, giá luôn luôn là ưu đãi này, chỉ có là 180k này các bác này, 180k. Dung tích các bác nhớ cho em là 3 lít nhá, siêu khủng luôn, và đến từ thương hiệu cực kỳ là uy tín Sharp. Bảo hành 1 đổi 1 các bác nhá. Đây các bác có thể nhìn cho em ạ, 1 đổi 1 ạ, trong vòng 1 năm luôn. Đó, các bác yên tâm chốt đơn cho em nhá. Chỉ có là 180k trên một em ấm siêu tốc 3 lít các bác nhá. Túi đựng rác thế hệ mới các bác nhá, hoàn toàn khác so với những cái thế hệ túi đựng rác khác. Em nó vừa thông minh mà vừa bổ sung này các bác này. Đó, bổ sung thêm tinh dầu đuổi muỗi đuổi ruồi các bác nhá. Để khi mà chúng ta đựng rác ở trong đây thì ruồi muỗi nó không bay vào nhà, đó không dẫn dụ côn trùng bởi những cái thức ăn thừa như này nha các bác nhá. Nó rất là tuyệt vời luôn. Kèm theo đó là sẽ kèm hương ngải cứu khử hôi cho em này. Thì khi mà các bác đựng vào đấy thì rác qua đêm nó sẽ có mùi hôi, thì đựng trong em này thì các bác hoàn toàn yên tâm nhá, nó sẽ khử hôi tuyệt đối cho em. Và đây là chiếc túi mà em muốn giới thiệu các bác nhá. Đó, nó sẽ là dạng tự hủy luôn cho em, rất là an toàn với môi trường các bác nhá, cực kỳ là ok chưa ạ. Dài rộng thoải mái các bác đựng trong xô đựng rác nhà mình nhá các bác nhá. Và một điều thông minh vượt trội hơn nữa so với tất cả các sản phẩm khác, đó miệng túi rất là rộng này, để các bác có thể là đựng vào trong cái sọt rác. Nhưng mà khi đầy nhá các bác nhá thì các bác không phải thò tay thò chân gì cả, mà các bác chỉ việc này cầm hai cái dây ở phần này cho em, nó xách lên nó thì nó tự động này, vừa là thắt cái miệng túi lại, đó rất ok chưa ạ, và vừa là có hai dây để chúng ta cầm xách để đi mang đi bỏ nhá, rất là tiện, không phải thò tay thò chân vào dơ. Và một bịch như thế này sẽ là 100 túi các bác nhá. Một bịch như này 100 túi các bác dùng thoải mái trong vòng 1 tháng cho em. Và bác nào ưng thì chốt cho em 3 cọc nhá các bác nhá. Một bịch này em bán với mức giá là 35k, nhưng khi các bác chốt từ 3 bịch thì chỉ có là 100k 3 bịch thôi các bác nhá. Mua dùng cả năm luôn. Bác nào ưng mã sản phẩm này, túi đựng rác thế hệ mới nhá, thêm tinh dầu đuổi muỗi và hương ngải cứu khử hôi, thì nhanh tay chốt đơn cho em nhá.
35k trên một bịch và 100k trên ba bịch ạ. Xin được giới thiệu các bác mã sản phẩm kính chắn bọt này, hay cũng có thể là sử dụng trong lao động nhá. Ví dụ như là hàn xì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được, rất là ok luôn. Và cũng có thể sử dụng là đi đường xá xa xôi, tránh bụi bặm côn trùng bay vào mắt nhá. Mắt là bộ phận rất là nhạy cảm, khi mà có những cái dị vật bay vào thì nó sẽ gây hư hỏng giác mạc, ảnh hưởng rất là nhiều đến thị lực của mắt đấy ạ. Và tiếp theo thì các bác cũng có thể mua để tặng bố mẹ, hay là chúng ta sử dụng để phun thuốc trừ sâu. Đó, rất là tuyệt vời luôn, tránh thuốc bay vào mắt nhá, vào mũi. Rất là tuyệt vời và dễ dàng sử dụng luôn với em này. Khi sử dụng em này thì hoàn toàn các bác không phải lo là nó sẽ bị mờ kính các bác nhá. Không sợ, bởi vì nó có cái lỗ thoát khí ở bên dưới này các bác này. Đấy, lỗ thoát khí này. Đó, nên nó không hề mờ kính nhá. Và một điều đặc biệt nữa này, nó sẽ có cái phần đai chun ở đằng sau như này, để các bác vừa kích cỡ bao nhiêu thì nó sẽ co giãn phù hợp bấy nhiêu. Và trên đây còn một nút điều chỉnh nữa nhá. To nhỏ trên đây chúng ta đều điều chỉnh được hết này. Đó, để phù hợp với cái vòng đầu của mình. Và cái phần khung của nó thì là bằng silicone nhá các bác nhá. Silicone rất là mềm dẻo luôn, đảm bảo khi các bác đeo nó không bị đau trán đâu ạ. Và nó sẽ mít kín vào cái vùng trán của mình nhá các bác nhá. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Em sẽ có một cái video các bác xem để hiểu hơn về chi tiết sản phẩm nhá. Đây ạ. Mùa dịch thì chống dịch ạ, chống bọt. Nó tuyệt vời chưa ạ? Rất là dễ điều chỉnh nhá, các bác xem này, không bị mờ hơi nhá. Đó, hà hơi nhưng không bị mờ một chút nào ạ. Bởi vì chất liệu của nó là polycarbonate nha các bác nhá. Rất là tuyệt vời luôn, không hề bắn cái hơi nước ở đây ạ. Tiện với lại cái lỗ thoát khí này nữa nhá. Bác nào ưng mã sản phẩm này, kính chắn bọt hay là kính bảo hộ cũng được. Đó, tùy các bác, gọi là kính chắn bọt. Thì với một mức giá siêu đãi các bác này, chỉ có 70k các bác nhá. 70k trên một mặt nạ chống bọt này. Đó, các bác có thể sử dụng này. Nó là đa chức năng luôn nhá, chắn bụi bẩn côn trùng bay vào mặt mũi này, đó, mắt này. Và cũng có thể là sử dụng để trong lao động này, tránh những dị vật nó bay vào, ví dụ như hàn xì cơ khí. Cũng có thể là sử dụng để khi phun thuốc nhá, trừ sâu chúng ta đeo. Nó rất là tuyệt vời luôn, bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em ạ. 70k trên một sản phẩm các bác nhá. Mua máy xay khô nào các bác ơi. Nhà bác nào mà thường xuyên có bé phải xay bột này, đó, để nấu bột, hay là xay bột để làm bánh, hoặc là xay thịt nhá, xay các loại bột, các loại đậu như thế này để làm ngũ cốc uống, thì hãy sắm ngay cho em cái con máy xay khô này nhá các bác nhá. Ngoài là xay các loại hạt này, hay là những cái đồ vật cứng như là tam thất nhá, có loại thuốc cứng như tam thất, thì em nó có thể là xay được thịt luôn các bác nhá. Xay được thịt, xay được giềng, xả ớt luôn, nó nhừ tươm luôn để các bác có thể sử dụng nhá. Thì đầu tiên phải nói đến em này, đó là cái phần động cơ. Động cơ của em nó là động cơ kép nhá, lõi đồng. Đó, nên là cực kỳ là bền bỉ luôn. Chạy như một con máy xay công nghiệp nhỏ luôn ạ. Lưỡi này các bác này, lưỡi thì là lưỡi kép 8 lưỡi như này cho em. Đảm bảo cho cái gì vào đây thì cũng nhỏ, mịn, nhuyễn luôn đấy ạ. Cực kỳ là tuyệt vời nhá. Phần lõi của nó thì phần vỏ của nó này các bác này, được kết cấu hoàn toàn bằng inox Su316 nhá. Cứng chắc bền bỉ cực kỳ luôn. Nó không han gì, em đảm bảo luôn ạ. Và cái phần đáy của nó cũng vô cùng là chắc chắn rộng rãi như này nhá. Và bây giờ em sẽ test thử cho các bác luôn nhá. Đây, khi các bác lắp này, nó sẽ có một cái con lẫy như thế này. Các bác đóng khít vào cái lẫy này cho em như thế này là dùng được rồi. Chỉ xoay xong một cái nút ấn tay thôi, tiện lắm. Các bác cắm vào cái nút cắm vào dòng điện 220V như thế này thôi là chúng ta đã có thể sử dụng được rồi. Các bác nghe tiếng máy nhá. Đó, nó chém cực kỳ khỏe. Nó là một con máy xay công nghiệp thu nhỏ đấy ạ. Xay được cả đá cho em nhá, xay đá, xay thịt, xay các loại hạt cứng như tam thất, nó đều xay được hết. Và các bác có thể xem video để hiểu hơn nhá. Đó, xay các loại đậu này, các loại hạt này, xay gạo này, nhỏ mịn nhuyễn luôn cho em nhá. Nó không được quảng cáo nhiều, thực tế luôn. Đây là xay đậu đỏ này. Đó, tuyệt vời chưa ạ? Đậu nành này, tam thất này, thịt này các bác này. Nó rất là ok nhá. Bác nào ưng mã sản phẩm máy xay khô có thể là lên đơn cho em là máy xay khô này. Giá của em nó thì cực kỳ rẻ nhá, chỉ có là 120k thôi các bác ơi. 120k trên một em máy này luôn. Em bảo hành cho các bác 6 tháng nhá, các bác yên tâm lên đơn ạ.
Nhiều bác ưng quá, em lại tiếp tục về số lượng cực kỳ lớn mã móc dán treo tường các nhá. Mỗi một bịch này thì sẽ là 10 móc dán cho em này, giá thì siêu rẻ luôn. Và cũng có nhiều bác vẫn hỏi là không biết là nó có chịu lực và nó khỏe thật không. Thì đây sẽ là câu trả lời của em nhá. Em sẽ test luôn cho các bác ạ. Đây, đây là một chiếc thớt nghiến nha em, đường vanh nhá. Đấy là 23, rất là nặng luôn. Em cân nặng tận 8kg nhá. Vào đây này, đấy các bác thấy không ạ? Siêu chắc chắn nhá. Em còn rung lắc cực kỳ mạnh nhá. Đó, nhưng mà nó bám dính cực kỳ tốt. Em đảm bảo là móc dính dán này được lên tận là 20kg cho em nhá. Đó, em siêu lắc này. Đấy, vẫn rất là ok. Đó, các bác yên tâm tin tưởng khi đặt hàng nhá. Và giá thì cực kỳ rẻ luôn. Nếu các bác có ra tiệm tạp hóa thì mỗi một em móc dán như thế này, đấy, nó cũng có một cái mức giá đó là 5k. Đó, 5-7k như các bác nhá. Nhưng riêng trong phiên live của tổng kho gia dụng Như Thiết thì một bịch 10 miếng như này chỉ có là 20k thôi các bác nhá. Tính ra là chỉ có 2.000 đồng trên một cái em móc treo tường này thôi đó các bác ạ. Chỉ có 2.000 đồng thôi các bác nhá. Rẻ như cho luôn, vừa bán vừa tặng, vừa bán vừa chiên để các bác biết tới shop nhá. Đó, các bác yên tâm lên đơn cho em ạ. Đó là móc dán treo tường nhá, thế hệ mới luôn, keo siêu chắc, siêu dẻo, siêu dán. Chỉ với mức giá là 20k trên 10 móc dán, tính ra là chỉ có 2.000 đồng trên một móc dán nhá các bác nhá. Các bác nhanh tay mua cho em này, để về treo thớt, treo dao, treo lồng bàn nhá. Đó, treo đồ dùng vật dụng trong gia đình, tùy mục đích các bác sử dụng thôi ạ. Siêu rẻ, siêu bền nhá, em bao luôn ạ. Giới thiệu toàn thể các bác mã sản phẩm nồi cơm sáp thế hệ mới nhá, đến từ thương hiệu Hàn Quốc Korea đây các bác ơi, Korea Hàn Quốc cho em nhá. Với cái mã sản phẩm nồi cơm thế hệ mới nhất này thì đang được săn đón rất là nhiều ở bên Hàn Quốc cũng như là nhập khẩu về bên Việt Nam mình, thì được các bác rất là ưa chuộng và sử dụng nhá. Đầu tiên khi các bác mở vung nồi cơm ra thì các bác sẽ nhận được là một cái lòng nồi niêu như này các bác nhá. Một cái lòng nồi niêu như này rất là dày dặn cho em luôn. Là cái phần nồi niêu ở trên là cổ là hơi thóp này, phần dưới là phùng ra để mình nấu chứa được cái lượng cơm nhiều nhá các bác nhá. Đó, rất là ok luôn. Và cái phần đế nó có rộng thì nhiệt nó mới truyền được nhiều, thì cơm nó mới chín, nhanh sôi. Đó, mà nó chín ngon, chín ngọt nhá. Rất là ok luôn. Và khi mà các bác nhận được hàng thì sẽ có một em mua như thế này, do nhà sản xuất tặng các bác nhá. Và tiếp theo thì sẽ là 1,5 m dây điện để kết nối vào cái phần nồi và nguồn điện 220V của chúng ta sử dụng đấy ạ. Và tiếp theo thì sẽ là cái phần chống dính của nồi các bác nhá. Phần chống dính của nồi thì nó là thế hệ mới nhất, nó sẽ là chống dính 5 lớp cho em, chống cháy, chống khê đáy nồi tuyệt đối luôn. Và ở trên đây nó có cái mức chia vạch của các bác nhá. Chia vạch này, mức gạo bao nhiêu, mức nước bao nhiêu, rất là dễ dàng sử dụng luôn cho em ạ. Và với cái phần nồi cơm thì em xin được giới thiệu với cái phần tại sao nói nó nhanh chín nhanh sôi, bởi vì cái phần mâm điện này các bác này nó rất là rộng luôn, nó truyền gần như là hết cái đáy nồi cơm như thế này, thì nhiệt nó sẽ truyền đều, tản nhiệt nhanh, nó chín đều cơm, nhanh chín nhanh sôi, đấy là điều đương nhiên rồi các bác nhá. Và khi mà sôi thì nó sẽ thoát hơi khí ra cái đằng lỗ này nha các bác nhá. Đây, nó sẽ thoát khí ra đây. Và khi mà đã sôi xong thì nó sẽ ủ cơm bằng chế độ chín bằng hơi, bởi cái gioăng này các bác nhá. Đó, bằng cái gioăng này. Đấy, và cái mâm điện này nó sẽ giữ nhiệt đấy, tỏa xuống tỏa lên giữ nhiệt chín bằng hơi, nó mới dẻo cơm và ngọt cơm nhá. Đấy, giữ được độ ngọt của cái hạt gạo rất là tuyệt vời luôn ạ. Thì với cái mã sản phẩm này, khi mà các bác cắm nồi cơm này thì các bác sử dụng cho em như sau. Cái phần vung này cũng mở bằng nút cơ nhá, nút ấn ở phần trên đây ạ. Và khi các bác cắm nồi cơm thì các bác ấn cho em xuống như thế này, nó sẽ báo đèn đỏ. Đèn đỏ thì nó sẽ là chế độ đang nấu các bác nhá. Và khi mà nó sôi, cạn nước nó sẽ nảy lên là chế độ đèn màu xanh như thế này, thì là nó đang báo hiệu là đã cạn nước và chuyển sang chế độ chín bằng hơi nha các bác nhá. Có nghĩa là ủ cơm đấy ạ. Và với cái mã sản phẩm em đang giới thiệu các bác thì nó sẽ là 1,8 lít các bác nhá. Và nhà em thì đang có hai dung tích 1,8 lít và dung tích 1,2 lít. Thì giá của em nó đang có chương trình chiên trợ giá, giá siêu đãi luôn các bác nhá. Siêu yêu đãi trong phiên live ngày hôm nay luôn đấy ạ. Giá của em nó sẽ là với 1,2 lít các bác nhá. 1,2 lít thì em đang bán với một mức giá là 450k các bác này. Trên thị trường đang là 500k nhá. Đấy, 500k thì em sell xuống chỉ còn là 450k. Đó, cho 3 đến 5 người ăn cho em nhá. 3 đến 5 người ăn ạ. Còn với cái nồi mà 1,8 lít sáp thế hệ mới ạ, lòng nồi rất là sâu nhá. Đấy, thì trên thị trường đang bán là 520k. Đó, 520k.
Riêng đến với tổng kho gia dụng như thiết chỉ còn là 480k. Đó. Và sẽ dao động là từ 4 đến 6 người ăn nhé các bác nhá. Đó, 6 đến 6 người ăn vẫn ok các bác nhá. Đấy, bác nào mà thường xuyên nhà có con cháu về chơi, có công có việc thì sắm ngay cho em cái mã nồi này nhá các bác nhá. Đấy, để phòng khi có công có việc con cháu về thì rất là phù hợp luôn. Dung tích 1 lít 2 sẽ là 450k và dung tích 1 lít 8 thì sẽ là 480k nha các bác nhá. Giá không đổi ạ. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Thời điểm cuối năm nhá, rất là nhiều công việc để sử dụng đến cái nồi em hấp xưởng này. Thì em lại về số lượng cực kỳ nhiều mã sản phẩm nồi hấp xưởng HT Cook nhá. Mã sản phẩm số 1 bán chạy trên thị trường về nồi hấp xưởng luôn đấy các bác ạ. Bởi vì cái độ bền đẹp chắc chắn của nó, mua một lần là dùng cả đời luôn các bác ạ. Đầu tiên thì em phải nói đến cái con nắp vung. Nó là kính cường lực các bác nhá, siêu chịu lực chịu nhiệt cho em. Nó rất là ok, dày dặn này. Tay rẫm thì cách nhiệt rồi. Và lỗ này thì sẽ là lỗ thoát khí các bác nhá. Viền là viền inox này, bọc này, rất là chắc chắn luôn. Bảo vệ cái vung như này, có rơi cũng không sợ vỡ nứt nhá. Rất là ok luôn. Và tiếp đến thì là em hấp xưởng này. Thì các bác có thể là ngày dương tháng rỗi thì hấp hải sản, nó hấp ghẹ, hấp tôm, hấp cua, hấp bánh bao, khoai ngô nhá, đều rất là ok luôn, đổi vị cho gia đình. Còn ngày có công có việc thì chúng ta lôi ra để hấp xôi nhá, rất là tiện luôn. Độ sâu là 11 và bề ngang là 30 cho em nhá. Đấy, dày dặn chưa các bác ơi. Bác nào nhận hàng không ưng em cho quay đầu thoải mái nhá, em không một lời che trách luôn. Rất là ok luôn, hấp được 2 đến 3 bơ nhá, gạo đấy ạ. Và tiếp đến thì sẽ là em nồi. Em nồi này thì khá là sâu lòng và inox thì quá là đẹp luôn các bác ơi. Chất của nó thì các bác nhận được cái miễn che luôn. Sâu của em nó là 18 xăng nhá các bác nhá. Và bề ngang thì sẽ là 30 này, cực kỳ là dày dặn luôn. Các bác mua về luộc cho em 2-3 con gà vào đây nhá, cũng rất là ok. Hoặc là có công có việc chúng ta nấu những cái nồi, ví dụ như là bí nấu riêu măng tất tần tật nhá. Đấy, nấu những cái nồi lớn để múc ra mâm ra song đấy ạ, thì rất là tuyệt vời, vừa vặn luôn. Ngày Tết ngày nhất nhá. Đấy, rất là ok luôn. Bác nào ưng mã sản phẩm mà cái nồi hấp xưởng HT Cook bên em thì với kích thước là 30 như thế này, em xin được gửi tới các bác với một mức giá nhá. Một mức giá cực kỳ yêu đãi luôn. Chỉ có là 450k các bác nhá. 450k, 450k này. Trên một nồi nhá, trên một nồi hấp này. Đấy. 450k trên này, một hấp xưởng, một luộc gà nhá các bác nhá. Ok chưa ạ? 2 trong 1 luôn nhá. Mã đầu tiên em xin gửi tặng đó là có số ít cái xi măng dẻo này nhá các bác nhá. Thật sự thì nó rất là tiện, nó là hỗn hợp Coribe và xi măng trắng đấy các bác. Các bác có thể chi vít ống nước tường nhà cũng như là tất cả các vị trí nhá. Đấy, lỗ thoát khí điều hòa rất là tiện luôn này các bác này. Nó nhà bác nào cần thì nhà vệ sinh gọi điện cho em ạ. Bám dính trên tất cả các chất liệu bê tông, gạch men, đá hoa, sắt, tôn, nhựa. Nó rất là ok nhé, không phải chát chi vít bẩn tường như này đâu ạ. Nóng, lạnh, nước, dầu vỡ. Nó chịu nhiệt, chịu lực cực kỳ tốt nhá. Cực kỳ chắc, không thể rò rỉ. Mà lại sạch sẽ nữa các bạn. Cao cấp, chống thấm, đa năng, giải quyết tất cả các khó khăn cho gia đình bạn một cách nhanh. Ổ điện thừa cũng chi vít này, giải quyết tất cả các vấn đề. Đó, các bác nào ưng thì gọi điện cho em nhá. Em bắt đầu bấm cái bàn ga ở dưới đây nhá. Các bác có thể quan sát cho em ạ. Từng đường kim mũi chửi em chạy thử từ nãy giờ nhá. Test rất là ok luôn đó các bác thấy không ạ? Rất là dễ luôn, các bác chỉ việc ấn đây. Còn đây là em quay thì em ấn đây. Còn khi các bác sử dụng thì các bác xuống cho xuống chân để dẫm nhá. Đấy, đường kim mũi chỉ cực kỳ là đẹp luôn đấy các bác. Rất là đều, rất là đẹp. Đấy, các bác có thể quan sát đây cho em ạ. Em may thử may đi may lại vài lần rồi nhá. Đường kim mũi chỉ rất đều, rất đẹp luôn. Và khi các bác chốt cái em máy may mini này, em sẽ tặng kèm các bác là 4 thoi suốt nhá. Đấy, thoải mái các bác đánh chỉ để sử dụng luôn. Mà kèm theo đó tiếp là một quyển hướng dẫn nhá các bác nhá. Nói chi tiết từng cái thành phần cũng như cấu trúc cách sử dụng luôn ạ. Và giá của em nó thì không thể rẻ hơn được các bác nhé. Em đang bán với mức giá là 190k. Nó trong tất cả các phiên live. Nhưng riêng trong phiên live ngày hôm nay nhé, chiên trợ giá xuống các bác biết không ạ? Chỉ còn 180k. Bán lấy tình cảm luôn các bác nhé. Bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em. Là máy may mini này. Đó, 180k. Tinh muối dưa cà Việt Nhật các bác nhé. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Hôm nay em cũng sẽ lôi ra xeo xả toàn bộ luôn nha các bác nhá. Nó hàng Việt Nhật này, nhựa chất lượng cao nha các bác nhá. Hoàn toàn bằng nhựa PV, an toàn với người sử dụng luôn. Thì ngày xưa các cụ ta muối dưa cà là cứ phải muối vào những cái chum cái vại. Đó, và tiếp theo là lấy những viên đá hoặc là những cái bát để mà ném cà nhá. Thì bây giờ
ra một cái thế hệ mới bình muối dưa cà này. Nó các bác thấy không ạ? Trong suốt, hoàn toàn có thể quan sát được cái sản phẩm dưa cà mà chúng ta muối bên trong nhá. Rất là tuyệt vời. Kèm theo đó là một lõi nén này các bác này. Cái lõi nén này thì cực kỳ là thông minh này. Nó thay hoàn toàn những cái bát, những cái bình nước mà để nén dưa cà nhá. Đầu tiên là các bác cho dưa cà và gia vị đó và nước vào đây. Tiếp theo đó thì các bác nén cho em nhá. Nén cho em cái phần lõi nén này xuống. Để làm sao ạ? Để cài đến đâu thì chúng ta nén lên đấy nhá các bác nhá. Đấy, chúng ta xoay cái lõi nén bên trên này này. Cài đâu chúng ta nén lên đấy. Đó, nén để làm sao ạ? Để đảm bảo là cà sẽ được dìm xuống cái nước gia vị mà chúng ta đã làm để muối đấy ạ. Để cho cà nó thấm gia vị, nó sẽ ngon, giòn, tròn vị luôn. Để ăn với bát canh cua hay là ăn với lại bát riêu, nó hay ăn với những cái miếng cơm thì nó vô cùng là ngon, giòn luôn nhá. Thơm ngon do chính tay chúng ta làm ra. Vừa an toàn thực phẩm này, lại vừa là rất là tuyệt vời luôn, chủ động được luôn nha các bác nhá. Đấy, thì với cái mã sản phẩm bình muối dưa cà này, em đang có hai cái cỡ. Một là cái loại nhỏ này sẽ là 3 lít các bác nhá. Và cái loại lớn này, đấy, dùng cho nhà đông người này, hoặc là chúng ta muối dịch vụ các bác nhá, nó sẽ là 5 lít cho em ạ. Thì với bình 3 lít, với một mức giá siêu đãi các bác nhá. Bình 3 lít, đầu tiên là 5 lít đi. 5 lít trên thị trường đang bán với mức giá là 5 lít này là 180k. Nó nhưng nay em lôi ra sale xả luôn nhá. Chỉ còn là 160 này. Nó 160k với bình 5 lít nữa các bác nhá. Còn với bình 3 lít này. Bình 3 lít thì sẽ là 150k. Nó nhưng mà chiên trợ giá nhá. Đấy, tương tác với khách hàng, em giảm xuống với mức giá chỉ còn là 130k thôi ạ. 130k. Các bác sắm một lần dùng mãi mãi luôn các bác nhá. Các bác giúp em là hàng Việt Nam chất lượng cao này. Nó dung tích là 3 lít và 5 lít, chất liệu làm bằng nhựa PP, an toàn với người sử dụng. Kèm theo đó là lõi nén thông minh nhá, giúp phải nén cà, nén dưa xuống dưới cái mực nước gia vị mà chúng ta làm đấy ạ, để đảm bảo là ngon, ngấm tròn vị luôn. An toàn thực phẩm nhá các bác nhá. Đây là những cái ưu điểm của bình muối dưa cà Việt Nhật bên em ạ. Bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em nhá. Giá thì đang sale xả cực mạnh rồi ạ. Hồng ngoại tatami đến từ thương hiệu Nhật Bản nhá. Em lại tiếp tục về số lượng cực kỳ nhiều để phục vụ các bác luôn. 100 bác nhận được thì 100 bác dành cho những cái lời khen nhá. Rất là tuyệt vời với cái mã sản phẩm này là bác đun nó không hề kén nồi này, nhanh chín nhanh sôi vậy cháu. Sử dụng rất là tuyệt vời, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Thì đầu tiên các bác quan sát cho em cái phần bếp nhá, là thương hiệu tatami Nhật Bản này. Nó có phần mâm nhiệt nhá, và kiểu dáng thì cực kỳ là sang trọng lịch sự như này, với kính cường lực siêu dày luôn và các chế độ phù hợp ở trên đây nhá. Sử dụng thì bằng nút vặn to nhỏ, đó, rất là dễ thôi ạ. Và bây giờ em sẽ giới thiệu cận cảnh phần bếp nhé. Thì em bếp nó sẽ có hai tay cầm như thế này, đó, hai tay cầm như thế này. Thì các bác cầm đi đâu cũng rất là dễ dàng để di chuyển nhá, nó rất là ok luôn. Thì các bác quan sát cái phần mặt kính cường lực giúp em ạ, cái phần kính cường lực này nhá. Nhìn trông rất là đẹp luôn, các bác thấy không ạ? Rất là đẹp luôn. Và điều quan trọng là nó rất dễ dàng vệ sinh. Khi các bác sử dụng xong thì các bác chỉ việc lấy một cái khăn, các bác lau cái bề mặt này đi cho em, đó là xong, ok rồi nha các bác nhá. Rất là tuyệt. Và ở đây như em vừa giới thiệu ạ, nó sẽ có các chế độ phù hợp ở đây. Lẩu này, nướng này, chiên và nấu canh, nấu súp ấy nha các bác nhá. Ngoài ra thì có chế độ nâng cao, đó là hẹn thời gian. Ví dụ như còn 5 phút nữa các bác cần ra ngoài, các bác ấn vào đây cho em hẹn là 5 phút nữa. Thế là sau 5 phút nó sôi, nó sẽ tự ngắt cho em nhé, ở chế độ này. Còn đây sẽ là chế độ bật tắt các bác nhé. Và đây thì các bác nhìn thì cũng rất dễ dàng để hiểu là nút vặn nhiệt độ to nhỏ đây cho em nhé. Muốn to thì chúng ta vặn sang tay phải, muốn nhỏ chúng ta vặn sang tay trái nhé các bác nhé. Và bây giờ em sẽ cắm điện vào và test luôn cho các bác nhé. Thì nó sẽ có một cái dây điện như thế này, các bác cắm vào nguồn điện 220V cho em là đã có thể sử dụng được rồi nhá. Đấy, em cắm này, đấy, máy đã nhận chế độ nhá. Và bây giờ em sẽ đặt một cái chảo nước lên trên chốc và em sẽ test luôn các chức năng nhá. Em sẽ ấn vào đây nhá, các bác quan sát vào đây cho em ạ. Đây, em sẽ ấn vào đây, nó sẽ là nút bật này, đó các bác thấy không ạ? Và em sẽ chọn chế độ ở đây, ví dụ như là em muốn nấu lẩu này thì nó sẽ là 1400 nhá. Đó, em mà muốn nướng thì nó sẽ là 550 này. Em muốn chiên thì nó sẽ là 3500. Nấu súp thì nó sẽ là 550. Đó các bác thấy không ạ? Thì khi mà các bác chọn chế độ thì nó sẽ hiển thị cái nhiệt độ phù hợp nhá. Đó, nó thông minh ở chỗ là các bác nấu chế độ nào nó sẽ chọn cái nhiệt độ thích hợp ở cái chế độ đấy cho em. Đó, và ở đây thì sẽ là nút to nhỏ nhá. Các bác có thể quan sát cho em ạ.
Ở đây đang là 3500 đúng không ạ? Và bây giờ em cho nhỏ nhiệt độ này. Nó 280 này, 250, 220, 180, 1800, nó là xoay về tay trái, còn đây em xoay tay phải này. 220, 250, 320, đó 350. 350 là chuẩn cái nhiệt độ của nó nha các bác nhá. Nó rất là dễ. Còn đây sẽ chế độ hẹn giờ này. Đấy. Ấn ở đây là mỗi lần ấn nó sẽ là 10 phút nhá các bác nhá. Nó rất là tiện luôn. 10 phút và tiếp theo là 15, 20, cứ thế thôi các bác nhá. Đó, và cái em bếp từ này thì cực kỳ là nhanh chín nhanh sôi cho em luôn, em đảm bảo nhá các bác nhá. Thì với cái mã sản phẩm này trên thị trường đang bán không dưới đó, em vừa nói xong phát là nước sôi luôn ạ. Các bác quan sát cho em ạ. Nhanh sôi chưa ạ? Rất là nhanh sôi mà đặc biệt không kén nồi luôn. Bác nào nhận cũng ưng, bác nào nhận cũng khen. Đó, rất là tuyệt. Mã này thì đang thị trường đang rất là săn đón, bán chạy top số 1 luôn ạ. Và trên thị trường đang bán với mức giá là 750k các bác nhá. Đó, 750k, nhưng riêng trong phiên live này em chi ân hạ giá nhá. Đấy, xả toàn bộ luôn, chỉ còn là 550k trên một sản phẩm các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Bác thấy không ạ? Nhanh chín nhanh sôi. À mà quên, em kèm tặng quà luôn các bác nhá. Kèm quà tặng luôn ạ. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em nhá. Kèm tặng quà.